Vừa ra rừng đốt ong và vẽ này, giờ là đây là lúc chiều chiều rồi, giờ vô trong kia chờ cho tối tối một chút nữa là bắt đầu châm lửa đốt. Giờ bay qua đám sáng là tao đám keo kia là tao ông gì đấy, giờ hành trình là bắt đầu đi này, giờ bắt đầu đi hành trình là đi về xuyên rừng để vô tới ổ ong. Cái ổ ong vỏ dĩa này là nó chỉ có ở những cái miền cao nguyên thôi, còn rừng thôi. Cái tên của nó là rất là nhiều tên, đại khái là dân ở quê gọi là ong vò vẽ, có người thì gọi là ong cọp. Đấy, giờ đâu làm cái đuốc, làm đuốc rồi đốt bao chặt cái cây, làm cái ngọn đuốc rồi tiến hành mình chuẩn bị đuốc là dùng lửa. Ong này nó có nhiều cách lấy nha mọi người, có người thì dùng lửa, rồi có người thì mua cái bộ áo mưa 1,2 triệu là mặc vào là xế thôi, mà chúng ta nhìn thấy trên TikTok, YouTube rồi đó, rất là nhiều đấy. Trong tình huống này là mình sẽ dùng lửa, rồi là chặt cây sào bên ngoài cái đám sáng. Sáng nay mấy mấy tháng rồi ta thấy cái sáng bà con trồng rất là tươi tốt không. Cái lý do đám sáng này là tốt hơn những cái đám sáng khác là do anh chủ sáng này mình có cái mấy cây nhà cây hai bọn này nên đất nó rất là thục mềm, đi chân xốp xốp luôn. Cái thứ hai là anh có tiền, anh đầu tư phân rất là nhiều, không bỏ không tiếc, mình bỏ mình rứ thôi. Còn với ảnh là anh bỏ ra phân bỏ dây vui luôn. Yếu tố thứ ba nữa là cái đám này là đám keo, mới cách xong nên rất là tốt. Đấy, hành trình mình đi vô rồi, đi lúc nữa là bắt đầu tới. Giờ chiều nó cũng tầm 6:20 rồi, tấu tấu là ong nó mới dì ổ, mà ong nó dì ổ đâu là mình à, ong nó dì ổ là mình lấy nó thì ít an toàn hơn, độ an toàn nó cao hơn. Đấy. Giờ tới nơi này, tí mình sẽ cho mọi người thấy cô em gần đây không ba? Đây. Mình đem cái canh nước theo, lý do canh nước là để mình xem. Đây đây là mình đem theo biết chiêu mọi người, tí mình đốt xong mà lỡ có nó cháy đom đóm rồi mình sẽ xịt nước hết. Đấy. Công dụng của nó này. Đó, bây giờ lần trình hành trình là đi tìm theo để nhìn đồ ong. Đấy, cắt dây không có lá chuối rồi sao làm đuốc được ba? Vâng. À, làm nhiều lửa không? Vâng, vâng gì nhiều lửa. À, giờ rướng vào trong đầm keo này nha mọi người. Và cái ong vò vẽ này nó hay ở trong những cái lùm cây keo thế này. Trời bắt đầu vừa tối rồi chúng ta sẽ đi. Đây, bắt đầu tổ ong mình thấy nè mọi người. Mọi người thấy không? Thấy một cái cục tròn tròn không? Đấy. À. Đấy, nó còn to, nó trên nửa thân cây keo, keo không cỡ 2 mét. Dạ bên đây không thấy cái miệng mà không thấy, không thấy để đang coi à, không coi ở à, đây là cái miệng này à, rồi ngay miệng đây đấy, mình cứ quay con cạnh cho mọi người thấy của em rồi. Giờ ngầu chờ hay sao ba, hai đốt luôn hả? Đốt luôn. Mình lấy có cái bật cần nước đây không? Có, đó đây nè. Ồ, heo này vui. Mình lấy cần nước đây. Cần nước đây. Đấy. Giờ sẽ quấn dầu dĩa và bật cái... Thái ngọt, thái ngọt hàng đấy không biết không? Nhiều đấy ba, ra vô không thấy à? Hả? Thấy, thấy ra vô đó. Đấy, giờ cái đuốc này, để đốt lên rồi nào chú. Đấy, sau khi đốt cái là ong nó dìa là chỉ nó hoặc là nằm trong đó là ấy hết, nó ra là đã bị hết, không tí mình lấy.
Ngục em ở đâu dìa này, bớ ố xong bay ra hơi nhiều ạ. Bớ ố vì tích nợ trọ á. Dạ. Vì nó dê mặt này nè. Dạ. Bớ ố em bay ra nhiều em ơi. Rớt rớt luôn. Vui lửa đó. Ồ, có chế không? Dạ, phiêu ra, phiêu ra được rồi, không sao đâu, từ từ. Phiêu ra, phiêu ra cho lửa bắt đẹp chứ. Dầu là cháy hơi lâu. À, cháy rồi. Mình vừa đốt xong cái tổ ong quả vẽ, đang ngồi chờ cho lửa nó tách hết. Vậy rồi là mình lấy được hai cái tàn ong một rồi. Đây cái nữa là hai. Giờ bắt đầu mình tiến hành là mình sẽ bóc nó ra. Ô nhỏ gì? Yeah. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình bách nhỏ. Đây tìm bìa ra. Để miếng giữa lấy thôi. Đây nha, đây. Những cái con mà nó non á thì mình xin nặng cái phân nó ra, còn những cái con mà nó già rồi là mình ăn luôn tiếp. Quay là chín mươi lăm vẽ. Chào cho mình cơm. Chụp quá này. Để con làm nè. Đấy, mình sẽ làm rút cái đầu nó ra. Rồi mình sẽ ló những cái con nhọn bên trong này, rồi mình sẽ trút nó xuống cái mâm này. Tí mình sẽ lựa những cái con nào mà nó không có còn non á thì mình sẽ nặng phân, còn những con già thì mình lấy luôn. Đấy. Rồi con ngồi nè. Thứ nhất là những cái con đen. Đấy, đen bỏ vô. Rồi những con trắng, trắng sữa này. Đây, những cái con mà nó non này thì mình sẽ ngắt cái đầu này bớt ra nó ra cái con đen này. Con rắn gớm vậy con gớm cái gì.